Lâu nay biên chế nhà nước là niềm mong ước của nhiều người. Vị trí này được cho rằng sẽ đảm bảo sự ổn định, an toàn trong công việc cho đến tuổi nghỉ hưu. Cùng với nhiều nguyên nhân khác, tư tưởng ấy phần nào dẫn đến thực trạng làm việc trì trệ, lười biếng, đòi hỏi quyền lợi, cản trở sự phát triển trong một bộ phận cán bộ viên chức hiện nay. Giờ đây, tư tưởng ấy sẽ bị xóa bỏ. Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Điểm đáng chú ý là sẽ không còn viên chức suốt đời như lâu nay chúng ta thường áp dụng. Cụ thể, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Tuy nhiên, hợp đồng không xác định thời hạn hay chế độ biên chế suốt đời chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cán bộ công chức chuyển thành viên chức. Người được tuyển dụng làm viên chức, làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày luật này có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2020. Viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Bỏ biên chế suốt đời, trả lương theo vị trí việc làm và chất lượng công việc được kỳ vọng là sẽ khuyến khích được người làm việc hiệu quả, giữ chân được người tài. Đây là cơ hội để đưa những người yếu kém, chây ì ra khỏi bộ máy, giúp những người có năng lực được phát triển. Từ đó, giúp hệ thống hành chính công được cải cách hiệu quả, môi trường kinh tế xã hội thực sự kiến tạo để doanh nghiệp, người dân phát triển.